Thật sự mà tôi nói bằng cái tấm lòng của tôi, cái công ty này một người chủ, anh ta rất là dễ mến, anh ta rất thương công nhân. Tôi không có, tôi nói bằng cái tấm lòng của tôi luôn, chứ tôi không có nịnh nọt ai hết. Anh ta thương những người công nhân, những người Việt Nam mà mới vừa qua, mà anh ta nghe được, anh ta đều nhận vô hết. Và tôi có những người bạn mà làm chung, khi anh ta đi ăn phở mà anh ta thấy cái người mà bưng phở anh ta cũng hỏi, thì anh ta đưa vô hãng. Anh Kiệt là một người rất là tốt. Lẽ nhiên tôi đồng ý với anh là giúp người, nhưng mà cái công ty là chính mà, thưa anh Lộc. Thưa anh, công ty là chính. Thì thật sự mà nói công việc thì anh Kiệt là một người rất là am hiểu công việc, và anh ta đã nhận những cái việc của ở ngoài về hãng mình, thì anh ta là điều hành hãng và điều hành những người công nhân. Và anh ta cũng cần có những người công nhân, thì cho nên anh ta cần những cái người mà công nhân, thì anh ta đi ra ngoài anh ta cũng tuyển được người công nhân. Thế thưa anh Lộc, anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về đời sống phúc lợi của anh, công ty họ chăm sóc như thế nào, sức khỏe bảo hiểm của anh như thế nào, sự tương quan giữa những công nhân người Mỹ gốc Việt ở đây thì như thế nào? Dạ, về cái tiêu chuẩn, cái policy của cái hãng thì anh Kiệt lo rất là tốt. Bảo hiểm sức khỏe, răng mắt gì anh Kiệt đều lo hết. Thì chúng tôi chỉ phụ với anh Kiệt khoảng 5%, 10%. Thì nói chung ra là đời sống ở trong đây là rất là tốt. Anh ta cũng lo cho cái sức khỏe của công nhân. Thì từ cái việc mà chúng tôi cảm thấy mà lo đầy đủ thì chúng tôi mới làm với anh ta. Thế cái điều gì anh không thích ở cái công ty KNT này? Nói chung ra là không có cái điều gì mà chúng tôi không thích hết. Chúng tôi làm việc mà phải mà thấy sản phẩm ra nhiều thì chúng tôi mừng. Nhưng mà có những khi mà hàng lô thì thì chúng tôi buồn. Nó vậy thôi. Và anh có tự tin vào cái tương lai của mình với đã gắn liền 11 năm với công ty KNT này không? Thì thật sự anh là tôi nói là cuộc đời của tôi ở sống tại đây là tôi đã gắn liền với KNT rồi. Tôi coi KNT giống như là căn nhà của tôi. Tôi coi cái người chủ giống như là một người anh và một người em của tôi. Vậy thôi. Thì tôi đã gắn liền thì tôi mới có cái sự mà kết nối tôi làm với anh ta. Kính thưa quý vị, đấy là anh Lộc, một trong những nhân viên của công ty KNT. Xin hỏi nhỏ anh Lộc, là anh làm cái công việc gì thưa anh? Dạ tôi là chỉ là setup man, và tôi đứng của hai cái máy VF11. Dạ. Kính thưa quý vị, đó là anh Lộc, một trong những người đã gắn liền với công ty KNT trên 11 năm.